Nghiên cứu trên tạp chí Y khoa C miêu tả trường hợp túi nâng ngực cứu mạng một phụ nữ khi bị bắn ở cự ly gần. CNN hôm 21 tháng 4 dẫn thông tin cho biết vụ việc xảy ra tại Toronto, Canada vào năm 2018. Theo bác sĩ phẫu thuật răng Carlom Gavinil, đây là một trường hợp hiếm hoi khi túi nâng ngực làm trạch đường đi của đạn và cứu mạng cổ chủ. Đầu tiên, viên đạn làm tổn thương lớp da bên trái, lướt qua phần xương ức sang bên phải và làm gãy xương sườn phải. Ông Gavinil giải thích rằng túi nâng ngực đã làm đổi hướng di chuyển của viên đạn. Theo các chuyên gia, nếu viên đạn đi đúng hướng vào ngực trái, tim và phổi có thể bị thương nặng, khiến nạn nhân tử vong. Bác sĩ Gavinil cũng cho biết người phụ nữ này tự đi bộ đến một bệnh viện để chữa trị sau khi bị bắn. Tại đây, bác sĩ phải lấy túi nâng ngực ra, chữa trị vết thương và kê đơn kháng sinh cho bệnh nhân. Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được hung khí và xác định được hung thủ, CNN dẫn thông tin từ bài nghiên cứu. Tại Mỹ, các ca nâng ngực thường cấy ghép túi nâng làm bằng silicone có chứa nước muối hoặc silicone. Những túi này có nhiều kích cỡ, hình dáng và thường được dùng để thay thế các mô mỡ trong phẫu thuật thẩm mỹ.